Á Ngựu là bản đặc biệt khó khăn của xã Trường Hòa, nằm ven theo sông Đà. Trước đây, các em học sinh phải học nhờ nhà văn hóa bản Á Ngựu được xây dựng cách đây gần 20 năm. Đến nay, điểm trường bản Á Ngựu đã xuống cấp trầm trọng, rách nát và mùa mưa thì bị dột, mùa đông gió lùa vào rét buốt. Bởi vậy, khiến việc dạy và học của cô và trò nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Năm học 2021-2022, điểm trường Á Ngựu có 278 học sinh và 8 lớp học, 100% là dân tộc Thái, Mông. Hiện tại, nhà trường đang thiếu 2 phòng học, nên các cháu học sinh đang phải ghép lớp, ghép ca và học tạm tại nhà văn hóa bản Á Ngựu. Với mong muốn kết nối cùng các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ xây dựng những phòng học để giúp các em học sinh vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Điện Tử Dân Việt đã phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức chương trình xây dựng một điểm trường với 2 phòng học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại bản Á Ngựu, trường tiểu học Trường Hoa, tổng giá trị 2 phòng học trên 600 triệu đồng. Đây là một trong số rất nhiều điểm trường mà Báo Nông Thôn Ngày Nay, Dân Việt đã kết nối với các tổ chức từ thiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Mường La. Ông Kiều Văn Thiện, trưởng văn phòng đại diện Tây Bắc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Dân Việt cho biết, sau nhiều lần đến xã Trường Hoa, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn của thầy và trò trường tiểu học Trường Hoa. Việc xây dựng phòng học cho các cháu học sinh là nhu cầu thiết thực và sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường. Đây là lần thứ 2 Báo Nông Thôn Ngày Nay, Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup đến huyện Mường La để xây dựng điểm trường và là phòng học thứ 4 xây tại huyện Mường La. Đại diện điểm trường cho biết, đây là việc làm mang ý nghĩa rất lớn đối với các thầy cô giáo, học sinh trong nhà trường. Học sinh ở đây 100% là đồng bào người dân tộc thiểu số. Nếu không có sự chung tay giúp đỡ, thì không biết các cháu còn phải học trong căn nhà tạm, lắp ghép, rột nát như thế này đến bao giờ. Việc xây dựng 2 phòng học cho điểm trường bản Á Ngựu sẽ giúp các em có được những điều kiện tốt hơn để học tập và trưởng thành.